Thì đi mua máy cũ thì mọi người thấy là mình làm những clip chia sẻ là bóc iPhone ra đấy để kiểm tra xem nó có zin hay không zin đấy. Thì mọi người bảo đấy là có những cửa hàng người ta không cho bóc hay là có cửa hàng người ta cho bóc. Thì theo mình nghĩ nếu đi mua iPhone ấy mà là mua iPhone cũ thì mình khuyên là nên bóc. Bóc ra để xem được thực hư thế nào, có phải là chuẩn 100% hay không. Có những cửa hàng thì người ta có uy tín, ok, người ta làm việc ăn uy tín thật, người ta sẽ không thể đánh đổi đấy bằng một con máy dựng vào để mất đi cái uy tín của người ta. Các bạn có thể tin cái điều đấy thì mình không không nói đấy là niềm tin của các bạn được xây dựng theo chuỗi thời gian lâu dài và theo cái cửa hàng đến lâu dài và cái cửa hàng đấy nó đã làm được gì, nó làm như thế nào thì các bạn có thể tin. Còn đơn giản đây mình sẽ chia sẻ nếu đi mua một chiếc iPhone cũ thì mình khuyên tất cả mọi người nên bóc ra để kiểm tra. Tại vì đơn giản nhất từ dòng iPhone 5 4 rồi 4S, 5, 5S, 6, 6S, 6S Plus ấy, 6, 6 Plus thì bóc ra như thế này nó không có một ảnh hưởng gì đến máy cả nhé. Đây là mình xin nói 100% là như thế. Bóc ra như thế này không có một ảnh hưởng gì đến máy. Một ảnh hưởng nhỏ nhất cũng không có. Duy chỉ có những dòng như 6S Plus này, 6 này, 6S này, 6S Plus này, 7, 7 Plus. Những cái dòng này thì nó sẽ có cái lớp gioăng cao su ở xung quanh này. Nếu bóc ra cái lớp gioăng cao su sẽ bị rách. Nhưng các bạn phải hình dung là riêng với dòng 7, 7 Plus ấy, nó chống nước ở mức IP67, 68. Cái mức này là nước sẽ chỉ ngâm được ở 30 phút và trong khoảng cách từ 1 mét đổ lại. Và Apple cũng sẽ không bảo hành nếu máy bị rơi nước, có nghĩa là nước mà vào trong main là Apple người ta cũng không bảo hành. Và các cửa hàng bán lẻ họ cũng không bảo hành. Cho nên cái chức năng chống nước của iPhone 7, 7 Plus nó là chức năng chống nước để đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng. Chứ không phải đấy là một cái mà nó phải gắn liền với cái máy. Có nghĩa là không phải cứ 7, 7 Plus là phải chống nước. Tại vì là chính Apple nó không dám bảo hành cái đấy. Tại đơn giản nhất nếu có những con mà nó không phải là có khả năng chống nước thì sao? Các bạn làm sao biết được cái đấy? Đúng không ạ? Apple nó không bảo hành chức năng đấy, nhưng ví dụ như các bạn chỉ rơi rồi các bạn nhấc lên mà nước nó vẫn vào, lúc đấy đổ lỗi cho ai? Không đổ lỗi cho ai được. Cho nên là mình bóc ra mình kiểm tra thì nó sẽ tốt nhất cho sản phẩm của mình. Và nếu mà tất cả mọi người đi mua máy đều muốn bóc ấy thì tất cả những cửa hàng ở trên đất nước Việt Nam này đều sẽ cho các bạn bóc, tại vì các bạn chính là người quyết định về sản phẩm. Ai cũng thế, người bán sẽ coi khách hàng là thượng đế, tại vì khách hàng là người mang lại tiền cho những người bán. Thì thượng đế thì sẽ phải có cái quyền quyết định lớn nhất và cuối cùng, chứ không có chuyện đấy là người bán là được nói đấy là tôi không bóc là sẽ không bóc. Tại vì nếu không bóc thì sẽ không có khách, thì tự giác họ sẽ cho các bạn bóc máy. Còn ở đây đấy, nếu một con máy như con iPhone 7, 7 Plus này các bạn mua, các bạn bỏ ra tầm 10 mười mấy triệu ấy để mua, thì các bạn điển kiếm được một con máy nó tốt, nó hợp lý và các bạn phải biết rõ về nó. Có nghĩa là khi các bạn có nhiều kiến thức, các bạn có thể kiểm tra rõ về sản phẩm ấy, thì các bạn nên bóc ra để kiểm tra, tại lúc đấy các bạn là người nắm rõ nhất về cái sản phẩm đấy. Thì cái đấy sẽ tốt nhất cho người tiêu dùng thôi. Và nếu các bạn là những người buôn bán nhỏ lẻ, các bạn là những người buôn bán nhỏ lẻ, các bạn nhập lại mối hàng của những người khác ấy, thì mình khuyên các bạn nên bóc ra để kiểm tra. Tại vì không hẳn đấy là những người người ta bán cho các bạn đã tốt, hoặc là không hẳn những cái người đấy người ta tốt nhưng mà không phải đấy là người ta, nhớ người ta cũng không bóc thì sao? Người ta cũng bị lừa thì sao? Có nghĩa là mình phải đảm bảo được cái quyền như này. Đầu tiên là cái thằng A bán cho thằng B, thằng A bán cho thằng B chắc gì thằng A không lừa thằng B, B bán cho C chắc gì B không lừa C, C bán cho D chắc gì C đã không lừa D, D bán cho E chắc gì D không lừa E, E bán cho F, F là người tiêu dùng chắc gì F không lừa E không lừa F và chắc gì D không lừa E. Cho nên là mọi người phải đề phòng cái trường hợp đấy, là chính những người người ta bán người ta cũng không biết rõ về sản phẩm, hoặc người ta cũng bị những người khác lừa. Cho nên đơn giản nhất khi mình tích đủ một lượng kiến thức hợp lý tốt và mình có thể biết được rõ về chất lượng của sản phẩm thì mình nên làm theo những cái gì mình biết. Có thể mình biết chưa đủ, đây mình nói như này nhé, có thể là bây giờ đơn giản nhất chia sẻ kiến thức ở đây, có thể là mình chia sẻ kiến thức của mình mới chỉ có 6 năm thôi, có thể mình sẽ không biết quá rõ về sản phẩm, nhưng kiến thức 6 năm đủ để cho mình đi kiếm được một sản phẩm iPhone cũ chuẩn theo ý của mình. Thì mình chia sẻ thì mọi người có thể học theo cái cách đấy, nhưng có thể nó không quá nhiều, nhưng mà nếu thiếu một trong những cái đấy thì có thể là cái máy đấy đang gặp vấn đề. Cái đơn giản nhất bây giờ, đơn giản người ta bảo đấy là người ta có thể làm dựng tinh vi đến những cái lỗ chân loa này, người ta có thể làm bóng. Nhưng nếu con máy nó không có chân loa này làm bóng thì con đấy là vỏ lỗ, đơn giản chưa? Đất tất cả có nghĩa là mình sẽ đến được cái ngưỡng mình biết được khoảng tầm 10 điều. Mình đi kiểm kiếm con máy mà thấy con máy đấy thiếu hai điều không mua, còn mình chưa biết đến điều thứ 11, điều thứ 12. Tôi làm ra cái page này để có những người chỉ cho tôi điều thứ 11, có người chỉ cho tôi điều thứ 12. Tôi chỉ lại cho các bạn điều thứ 11, điều thứ 12. Đủ làm sao để cho các bạn đi chọn, mua và tìm được những sản phẩm ưng ý nhất có thể. Và tôi tin đấy là tất cả mọi người ở đây, nếu các bạn là người tiêu dùng thì các bạn
chính là người quyết định sản phẩm và quyết định thị trường. Tất cả sẽ phải theo người tiêu dùng. Tất cả sẽ theo người tiêu dùng. Chính vì thế nên bây giờ iPhone cũ người ta bảo hành đến tầm 12 tháng rồi đấy. Ngày xưa cách đây khoảng tầm 6 năm khi người ta bảo hành có 1 tháng. Ngày trước là mình đi mình mua là iPhone cũ bảo hành 3 tháng. Không bảo hành nguồn, không bảo hành màn hình. Nhưng bây giờ nó đã khác hoàn toàn. Tại vì tất cả là do tác động của người tiêu dùng đến thị trường. Cái mà các bạn muốn thị trường sẽ phải theo. Các bạn là người quyết định chứ không phải là những người bán. Ở một thị trường thì nó sẽ có người bán và người mua. Thì chính những người mua là người quyết định cả cái thị trường đấy. Kể cả những người mua buôn. Có nghĩa là cái người mua, cái thằng A bán cho B thì B quyết định A này, B bán cho C, C quyết định B này, C bán cho D, D quyết định C này, D bán cho E thì E quyết định D này, E bán cho F, F quyết định E. Có nghĩa là các bạn là người cuối cùng quyết định. Cho nên là mình mong muốn cái việc các bạn có tích lũy đủ một lượng kiến thức tốt nhất thì các bạn có quyền quyết định được cái thị trường theo ý của các bạn. Tại vì các bạn chính là những người tiêu dùng. Thế nhá.